Chào các bạn, hiện tại là mình đang có xoài thì không biết làm gì, có thể là gọt ra chấm muối ăn. Nhưng mà hiện tại mình thấy ở ngoài đường nhiều cô chú bán xoài lắc á, thì bây giờ mình muốn làm thử xem sao, chắc có lẽ là ngon. Thì theo mấy đứa bạn mình nói là rất là dễ làm. Sau khi bào vỏ xoài thì chúng ta bắt đầu cắt xoài thành những miếng vừa ăn. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cho xoài vào một cái hộp, một cái hũ để chúng ta chuẩn bị. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắc xoài lên. Thì chúng ta sẽ nêm vào đường, nước mắm. Đường với nước mắm các bạn có thể làm hai cách, là chúng ta cho riêng hoặc là chúng ta nấu chung hỗn hợp đường với nước mắm để nguội. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào cái hũ xoài. Rồi chúng ta có thể, nếu các bạn muốn ăn cay thì chúng ta có thể cho ớt cái sắc lát vào hoặc là bột ớt. Và đặc biệt chúng ta sẽ cho thêm muối tôm vào. Thì hỗn hợp chúng ta sẽ bao gồm là nước đường, nước mắm, muối tôm, bột ớt và ớt cái để tăng cái vị cay cho chúng ta ăn, nên thấy cái hương vị nó nồng nàn và đậm đà hơn.
Và bước cuối cùng của chúng ta là lắc và lắc xoài thật là đều. Nào chúng ta cùng lắc. Lắc cho đến khi nào hỗn hợp chúng ta đều và thấm gia vị là chúng ta có thể dùng được. Và chúc các bạn thành công với món ăn này.